Xin chào cả nhà. Hôm nay cũng là buổi chiều cuối năm rồi. Chắc là mọi người cũng đã chuẩn bị, cũng chỉ là Tết dương lịch thôi, nhưng chắc là mọi người cũng đã chuẩn bị thứ để nghỉ Tết rồi về quê đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình có ra vườn và quay xem cái đơn hàng của ngày hôm nay, đơn hàng cuối năm thì sẽ đi đâu nhá. Chỗ này là cái chỗ vườn ươm các loại cây giống. Đây là cây cúc tần này. Hoặc trên này thì là các cây thầu dầu tía này, chữa bệnh trĩ này. Ở đây là chỗ, ở đây đơn đang xuất hàng. À bà Lý à, bà đang làm gì đấy? Đang chuẩn bị gửi cây hạt tiêu đi gửi xe đây. À bà gửi xe về đâu đây? Gửi xe về Tây Bình. À đây là cây cây hạt tiêu đúng không? Cây hạt Tiêu lốp đúng không? Tiêu lốp đấy. À. Ở mình thì gọi là hạt tiêu, trong miền Nam nó gọi là tiêu lốp. À. Cây ở đây ít nghe thấy, chủ yếu là trồng trong lam thôi đúng không? Trồng trong lam Thế nhưng mà vườn mình cũng đã có cây giống này rồi. nhưng mà trồng cũng được, ngoài mình trồng cũng được cái gì. Ờ. Ừ. Ra đơn tí nữa thì gửi xe đây này. À. Nhưng mà các nhà vườn khác mà hỏi cây này chắc họ không biết đâu đúng không? Họ không biết. À. Đây này, khách hàng nó mua 6 cây đi này. À. Gửi về Thái Bình đúng không? Gửi về Thái Bình. Đây là gửi xe thì trong chiều nay có nhận được không nhỉ? Nhận được, gửi xe về Thái Bình thì nó nhanh. Chắc chỉ khoảng mấy tiếng thôi đúng không? Thì mấy tiếng thôi, tí là xe Thái Bình nó chạy liên tục cơ mà. Ờ. Để gửi bùa cái lá người nó thơm. Ờ. Thơm ơi là thơm. Cái này thì chủ yếu là họ lấy hạt đúng không? Chủ yếu là lấy hạt. Ờ, tiêu. Hạt tiêu thì chắc mọi người biết công dụng của nó, đủ mọi công dụng. Đúng rồi. Bà con thì ai cũng biết rồi. Ờ. Cái này thì chả phải giới thiệu nhưng mà ai cũng biết. Cũng có nghĩa là người ta mua về trồng là nhiều. Thế trong chiều nay là bà xuất cái đơn này đi ở Thái Bình thì bà còn sắp xếp các đơn khác nữa không? Có khoảng 2-3 đơn nữa. À, 2-3 đơn nữa. Đơn cây dổi này. À, thế. Rồi cây gừng đen này. À, thế à? Cây hoa dẻ. À, thế à? Vài đơn, sáng giờ gửi được vài đơn rồi. Thế à? Đây là cuối năm đúng không? Cuối Cuối năm. năm đấy. Cuối năm là khách cũng về quê cũng gửi về quê. Cái này thì cho vào sọt à, hay cho vào túi à bà? Này thì cho vào túi thôi. À, Ra cho tí vào cái này thì cho túi. vào túi. Chắc là bà ra ngay chỗ đường 5 này gửi đúng không? Đây ngay chỗ đường 5 đây này. Gửi xe À. Thái Bình nó chạy liên tục mà. Yeah. Cái này tí cho vào túi là gửi Cây xe. này thì chắc chắn là phải có giàn thì mới trồng được không nhỉ? Cái này là như ở trong kia là người ta cắm cọc. À, cắm cọc. Cắm cọc chúng nó ngoay ngoay đây này. À. Đấy. Thế cây giống này nó cao bao nhiêu rồi đấy bà? Chắc phải đến Cái này 50 phân rồi cao. nhỉ? Cái này cao lắm. Nếu như nhìn hình ảnh ở trong miền Nam người ta trồng nó, cái cọc của nó phải tới 2 mét. Nhưng mà cây giống của mình đã cao đến 40-50 phân rồi đúng không? Cái giống của mình cây này không 5-60 phân, như cây này 60 phân thì À. Thế vườn nhà mình thì nó cũng có nhiều cỡ rồi đúng không? Đây là khách yêu cầu cây cao thì có cây cao đúng không? cây cao thì có cây 1 mét thì có À, nhé, có cây cây mà cao từ 1 mét à. đến 1 mét Đấy. nó tùy theo khách Đấy. hàng. Thế đây là giới thiệu với cả nhà, đây là cây tiêu lốp mà bây giờ đã chuẩn bị đi giao hàng. Thế thôi bà sắp sớm để Rồi đi rồi, đi sắp nhá. sớm đi. Ok.